chào quý khán giả của báo Cà Mau Online. Trong những dịp nghỉ hè, nhu cầu vui chơi giải trí của trẻ em tăng cao. Tuy nhiên, các hoạt động vui chơi, nhất là bơi lội của trẻ em lại tiềm ẩn nhiều rủi ro khi một số em chưa được trang bị kỹ năng đảm bảo an toàn và xử lý tình huống khi bơi. Chính vì thế, các cấp các ngành của tỉnh đã và đang tăng cường các biện pháp để phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em. Bên cạnh trang bị các kỹ năng phòng chống đuối nước, trẻ em cũng đối mặt với các vấn đề về nguy cơ sức khỏe khi bơi lội mà phụ huynh phải lưu ý. Mời quý vị đến với mỗi tuần một câu chuyện ngày hôm nay để có cái nhìn đa chiều về vấn đề này. Trong tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2024, nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động phòng chống tai nạn thương tích, dạy bơi chống đuối nước ở trẻ đã được triển khai. Sau khi năm học 2023-2024 kết thúc, các trường tiểu học có hồ bơi mini đã bắt đầu tiến hành hoạt động dạy bơi cho học sinh theo đăng ký từ các bậc phụ huynh. Trên địa bàn thành phố Cà Mau hiện có khoảng 6 trường đã trang bị hồ bơi mini và có đủ giáo viên chuyên môn phụ trách. Các lớp bơi tại trường sẽ được tổ chức trong 2 tháng, chia làm 2 ca sáng và chiều. Các lớp không nhận số lượng quá đông và có từ 2 thầy cô trở lên kèm cặp để đảm bảo chất lượng, an toàn cho trẻ trong quá trình học tại hồ bơi. Đúng rồi, mùa hè nào thì mình cũng cho con đến đây để tập bơi và học bơi. Nói chung là tất cả các cái hồ bơi đều, các thầy, các cô đều dạy tập trung theo cái hướng tốt cho các cháu. Thì nói chung là tất cả những cái đó thì mình cũng rất lo lắng. Nhưng mà trong cái các cái hồ bơi, ví dụ như hồ bơi tư nhân hoặc hồ bơi của trường đây ấy, thì người ta cũng có một cách xử lý cái chất lượng nước cũng rất là tốt. Thì công tác dạy bơi ở trường mình á là sẽ diễn ra vào các hè của hàng năm. Khi sau khi mà các bé đã tổng kết năm học thì trường sẽ có một cái chương trình để tổ chức dạy bơi cho các bé. Và dự kiến dạy bơi là sẽ vào khoảng 2 tháng. Đa số các lớp dạy bơi đây là những cái lớp mà cơ bản thì các bé sẽ có độ tuổi từ 6 tuổi trở lên. Thì mình cũng nhận được rất là cái sự quan tâm của phụ huynh cũng như là về các cái cấp, các ngành về cái môn bơi hiện nay nó cũng rất được chú trọng, đặc biệt là mình đang ở cái vùng sông nước. Theo đó, không chỉ học bơi, các em học sinh còn được hướng dẫn xử lý các tình huống khi bơi, kỹ năng sơ cấp cứu khi bị ngạt nước. Tùy theo độ tuổi, các thầy cô phụ trách dạy bơi sẽ thiết kế chương trình học phù hợp nhằm đảm bảo sau 2 tháng, các em sẽ tự tin về kỹ năng bơi, xử lý các tình huống. Công tác phòng chống đuối nước luôn luôn được lãnh đạo phòng dục chỉ đạo cho các điểm trường thực hiện tốt trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, chúng tôi cũng làm tốt cái công tác tuyên truyền, chỉ đạo các điểm trường có hồ bơi là tiếp tục trong dịp hè này sẽ mở cửa tất cả các ngày trong tuần để cho các cháu vào đó tập bơi. Một cái nữa, chúng tôi sẽ liên hệ với các trung tâm có hồ bơi để vận động các chủ hồ bơi có thể là hỗ trợ để làm sao tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong dịp hè có thể đến tập kỹ năng bơi lội để phòng chống đuối nước. Bên cạnh việc quan tâm cho trẻ học bơi, trang bị kiến thức về phòng chống đuối nước, phụ huynh cũng cần lưu ý đến các vấn đề sức khỏe khi trẻ tiếp xúc với nước hồ bơi. Bởi các lớp dạy bơi diễn ra liên tục, số lượng học viên quá đông khiến nguồn nước trong bể bơi không được đảm bảo. Đây là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn lây lan và gây ra các bệnh lý về hô hấp. Theo đó, hầu hết các bể bơi hiện nay đều sử dụng clo để làm sạch nước. Tuy nhiên, nếu clo gặp một số chất có trong hồ bơi, sẽ phản ứng tạo thành chất gây kích ứng hóa học chloramines. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, chất chloramines có trong nước sẽ biến thành khí, có thể gây ra các triệu chứng hô hấp. Trong đó, bệnh về tai mũi họng là các bệnh lý trẻ thường gặp nhất. Ngoài ra, việc bơi ở các bể bơi không được làm sạch đúng chuẩn cũng khiến trẻ đối mặt với nhiều vấn đề về da liễu. Bệnh ngoài da mà thường gặp những cái trẻ đi bơi, những cái người mà đi bơi đó là viêm da tiếp xúc. Cái thứ hai đó là gì? Khô da. Cái thứ ba nữa là tóc nó dễ bị gãy, thì nó biểu hiện ra gì? Da nó rất là khô gác. Đó là khô da, và tới nó dừng lại đó. Có những ca nó nặng chút xíu là nó không phải khô da nữa, mà nó viêm da tiếp xúc đó là nó có xuất hiện những mụn nước đỏ, rát, rồi ngứa, rồi nó
nó làm ra bể vùng nước, nó làm lầy lội ra. Thành ra khi mắc những cái tình huống da đó, với tư cách là bác sĩ khuyến cáo bà con không nên bôi những cái kem mà mình biết, ví dụ như giữ ẩm hay là cái kem chữa ngứa côn trùng cắn gì đó là rất là nguy hiểm, nó sẽ làm chồng chéo lên không nhìn ra được, bác sĩ ta không khám được, không hiểu được. Thành ra quý vị nên đến cơ sở y tế chuyên khoa da liễu. Như các bé khi mà đi bơi về, các con sẽ có những cái biểu hiện đau họng, rồi ho, sổ mũi, hắt hơi rồi đó, thì quý phụ huynh chú ý mình sẽ hạ sốt. Khi mà bé có những cái biểu hiện sốt nhẹ thì mình sẽ hạ sốt cho con bằng những cái thuốc hạ sốt an toàn thôi, có chứa thành phần là paracetamol á. Rồi nhỏ mũi, vệ sinh mũi cho con, làm thông thoáng cái mũi con ha. Nhờ giảm ho bằng cái những cái thuốc ho thảo dược thông thường thôi. Cho bé nghỉ ngơi nè, ngủ đủ giấc nè, ăn đầy đủ dinh dưỡng, thì đa phần các bệnh sẽ tự giới hạn trong khoảng 5 đến 7 ngày. Tuy nhiên, một số bé sẽ có cái biểu hiện nặng toàn thân, ví dụ con sốt cao mà không hạ, con ho, con khò khè nhiều, con thở mệt, hoặc là con đau tai, chảy mũi tai, đó là những cái dấu hiệu nặng, thì phụ huynh chú ý là nên đưa con đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời. Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong quá trình bơi, các phụ huynh nên nhắc nhở, hướng dẫn trẻ xây dựng và duy trì những thói quen khoa học như khuyến khích trẻ đeo kính, đội mũ lúc bơi, nhỏ mắt, lau tay khô, súc họng bằng nước muối sau khi bơi. Thưa quý vị khán giả, việc cho trẻ đi bơi vào dịp hè là một hoạt động vui chơi và giải trí cực kỳ tốt cho trẻ. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi đi bơi là điều cực kỳ quan trọng và không thể bỏ qua. Mong rằng những lời khuyên từ các bác sĩ chuyên gia sẽ giúp cho các bậc phụ huynh có thêm kiến thức và góc nhìn đầy đủ để chăm sóc con trẻ tốt hơn khi học và đi bơi ngày hè. Đến đây, mỗi tuần một câu chuyện ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.